Xin kính chào quý cô chú chị và các bạn yêu lan trên mọi miền tổ quốc. Em xin được giới thiệu tên là Biểu, chuyên bán pháo hoa rừng tại Cao Bằng ạ. Và số điện thoại để cô chú anh chị liên hệ đặt hàng bên cơ sở lan rừng em là 0849 490 188 hoặc 0396 164 604. Hiện tại là buổi tối của ngày 29 tháng 7 năm 2022 thì tối hôm nay bên cơ sở lan rừng em lại về thêm những mặt hàng lan rất là đẹp, và hôm nay thì giá sẽ cực kỳ là yêu thương với hàng đẹp mà giá cực kỳ là yêu thương để cô chú anh chị có thể sưu tầm cho bên sân vườn của nhà mình những cái loại lan ưng ý nhất cho sân vườn của nhà mình ạ. Và bên cơ sở lan rừng em có ship hàng toàn quốc, khi cô chú anh chị nhận hàng thì mới phải thanh toán trả tiền cho bên người phát hàng. Giá em báo thì sẽ chưa bao gồm có phí vận chuyển, và khi cô chú anh chị đặt hàng có thể gọi điện hoặc nhắn tin hai số điện thoại mà bên em vừa cung cấp ạ. Cước phí vận chuyển bên em được tính là từ 3 kg đổ lại, cước phí sẽ là 35.000 cho một đơn hàng. Mỗi 1 kg tiếp theo, cước phí sẽ cộng thêm 5.000 nữa cho 1 kg tiếp theo. Cước phí này thì sẽ được áp dụng cho tất cả các vùng miền Bắc, Trung, Nam trên toàn quốc nhé. Và sau đây em xin được điểm qua chi tiết từng mặt hàng, báo giá đến cô chú anh chị và các bạn những cái mặt hàng hiện tại bên cơ sở lan rừng em đang có. Trước tiên thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đó chính là dòng kiều vuông cánh trắng. Cô chú anh chị thấy ạ, hôm nay thì em về một cái lô hàng kiều vuông mới, cực kỳ là xanh tươi và giá cũng sẽ rẻ hơn hôm qua cô chú anh chị nhé. Hàng hôm nay mới về rất là đẹp, và em xin phép được bán hàng của ngày hôm nay chỉ với giá có 230.000 thôi 1 kg. Cô chú anh chị được rất là nhiều luôn, bởi vì cái hàng này thân nó khá là nhẹ, và em sẽ bán từ 0,3 kg. Cô chú anh chị được giò lan kiều vuông cực kỳ là đẹp rồi ạ. Sang bên này đây sẽ là lô dáng hương đuôi chồn cô chú anh chị này, cây tươi rói luôn. Và hàng thì rất là vừa tầm ghép tuyệt vời, em bán với giá là 180.000 trong 1 kg, em cũng sẽ bán từ 0,3 kg đấy ạ. Và sang bên này đây cô chú anh chị nhìn cho em một cái lô hoàng lạp này, quá là tươi và đẹp luôn như vậy đấy ạ. Rất là nhiều lá, cắt tỉa cực kỳ là kỹ luôn nhé. Dòng lan mà có thì gần như là chịu nắng 100% với những chùm hoa vàng rực rỡ luôn ạ. Em bán hoàng lạp này với giá chỉ có 120.000 cho 1 kg thôi. Và sang bên này đây sẽ là dòng sơn thủy tiên. Sơn thủy tiên thì cô chú anh chị thấy có thể thấy là nó rất là giống với cả hoàng lạp. Tuy nhiên là hoa của sơn thủy tiên về thân lá cũng như hoa nó có phần là khá là giống nhau, nhưng sơn thủy tiên hoa sẽ cánh dày hơn một chút xíu, theo em được biết là như vậy. Đó, dày bông hơn, hoa sẽ dày hơn so với hoàng lạp một chút. Và dòng sơn thủy tiên thì em xin phép được bán với giá là 180.000 cho 1 kg. Và sang bên này đây thì em có cái dòng lan hoàng thảo vẩy rồng ạ. Lô vẩy rồng hôm nay về phải nói là quá là ưng luôn cô chú anh chị này. Với những giả hành to bự chảng, rề thì cắt tỉa rất là kỹ luôn, nên là rất là xanh lá và rất là đẹp luôn hàng của ngày hôm nay cô chú anh chị nhé. Với dòng lan mà có sức sống rất là mãnh liệt luôn, và cũng gần như là chịu nắng rất là tốt luôn. Cô chú anh chị có thể về bó lên cây gỗ trồng để tạo ra những cái tác phẩm rất là tuyệt vời ạ. Hoàng thảo vẩy rồng em xin phép được bán với giá chỉ có 110.000 cho 1 kg thôi. Và sang bên này đây sẽ là dáng hương bạch nhạn này, những cây bạch nhạn lá xếp đứng rất là đẹp luôn. Hàng tươi rói luôn, cho ai yêu mến cái dòng hoa trắng thanh khiết với hương thơm rất là dịu dàng tuyệt vời của nó. Em bán bạch nhạn với giá là 160.000 trong 1 kg. Em cũng sẽ bán từ 0,3 kg cô chú anh chị nhé. Và sang bên này đây sẽ là cái dòng lan hỏa hoàng cam. Cái lô hỏa hoàng cam này về thì cây khá là lớn của chú anh chị này, với sắc hoa cam lửa rực rỡ. Và cái dòng này thì cô chú anh chị có thể thấy là người ta đi lấy hàng về và giữ rất là cẩn thận luôn, nên là cô chú anh chị có thể thấy là lá nó rất là cứng và khó giữ, nhưng mà người ta đã giữ được lá rất là tốt như thế này. Em bán là 300.000 trong 1 kg, em sẽ bán từ 0,2 kg luôn đấy ạ, tức là 60.000 thôi. Cô chú anh chị đã có cho mình những giò lan hỏa hoàng rất là đẹp rồi nhá. Và bên này đây sẽ là dòng dáng hương quế tím này cô chú anh chị này. Quế tím với những cây quế tím rất là xinh luôn ạ. Dáng hương quế tím thì với sắc hoa tím rất là tuyệt vời như thế này cô chú anh chị nhé. Và quế tím em bán với giá là 150.000 trong 1 kg, em sẽ bán từ 0,3 kg, tức là 45.000 thôi. Cô chú anh chị có thể có được những trụ quế tím hay là những giò quế tím rất là đẹp rồi. Hoa nó như tam bảo sắc nhưng hương thơm sẽ đậm mùi hơn, và vô cùng là thơm quyến rũ cô chú anh chị nhé. Sang bên này đây sẽ là dòng lan hoàng phi hạc này, cũng là một cái dòng lan mà chịu nắng cực kỳ là tốt, gần như là chịu nắng 100% luôn. Hoa thì có rất là nhiều những cái mặt bông khác nhau và cực kỳ là sắc nét, có thể họng đen, có thể họng vàng cô chú anh chị nhé. Những cái cây hoàng phi hạc này em bán với giá là 130.000 cho 1 kg hoàng phi hạc đấy ạ. Ngoài những cái mặt hàng, đây em còn có cái dòng lan hoàng thảo trinh bạch nữa nhá. Hoàng thảo trinh bạch cánh trắng luột nà và cái họng điểm một xíu đỏ, đúng như cái tên gọi của nó, trinh bạch ạ. Và cái hoàng thảo trinh bạch em xin phép được bán với giá là 120.000 cho 1 kg hoàng thảo trinh bạch nhé.
À, ngoài bán hàng theo kg thì em cũng có chia ra theo từng hình ở đây để cô chú anh chị có thể lựa chọn theo hình. Nếu như cô chú anh chị cảm thấy là muốn chọn theo hình để mình có được những cái số cây hay là một cái lượng vừa tầm với cả cái nhu cầu ghép của mình ạ. Đây ạ, ở đây thì em có hai cái phần hỏa hoàng cam cô chú anh chị này. Đây. Mỗi một phần như thế này em sẽ bán 60.000 này. Phần này có một cái cây mẹ con rất là đẹp luôn này. Đấy, hàng này thì em cũng bốc xô từ hàng cân ra thôi này cô chú anh chị này. Đấy, chữ lô này thì đây, một cây lớn này, rồi là cũng đây, vài cây nhỡ nhỡ này. Nói chung là cũng tầm trên 10 cây gì đó. Cô chú anh chị ạ, cả một cái lô như vậy em bán 60.000 này. Lô số 2, lô số 2 này, cây cũng đều đều như vậy này. Đó, và lô số 2 em cũng bán với giá là 60.000 cô chú anh chị nhé. Đấy, thì cô chú anh chị có thể chọn theo lô như vậy cũng được. Và dáng hương đuôi sóc. Dáng hương đuôi sóc thì hôm nay em có hai phần thôi. Mỗi một phần này em bán có 35.000 thôi cô chú anh chị này. Phần số 1 này có ba chỗ này, ba cây này, hai cây nữa là 5 cây này. 5 cây là tổng là 8 cây xếp sinh như vậy với giá 35.000 ạ. Và lô số 2 này, ba cây to bự luôn. Đây, hai cây lá xếp to xòe lá cực kỳ là đẹp luôn, thêm một cây này nữa. Đây, nó cũng rất là to, nó hơi cong nhưng mà rất là đẹp nhá. Ba cây này thì em xin phép được bán với giá cũng 35.000 ạ. Và bên này thì em có dáng hương đuôi chồn này. Mỗi một lô đuôi chồn như vậy em bán 55.000 cho một lô. Đây. Lô này có chỗ này có 3 cây rồi này. 3 cây này, 4 5 6 7 8 cây ạ. Đây, 8 cây chồn như vậy. Với giá có 55.000 cô chú anh chị này, về ghép được một giò quá là đẹp đúng không ạ? Lô số 2 này. Đây, lô chồn số 2 2 này, 3 4 5, 6, 7, 8, 9 cây. Đó. Lô này có 9 cây. Cô chú anh chị thấy là cây nhỡ rất là đẹp luôn đúng không ạ? Có 55.000 thôi cô chú anh chị nhá. Đấy thì cô chú anh chị thấy ạ. Số tiền chỉ hơn 50.000. Và 100.000-200.000 thôi cô chú anh chị có được vài cái loại lan đẹp cho sân vườn của nhà mình rồi. Đây bạch nhạn này. Bạch nhạn em cũng bán theo cân bên kia, hoặc cô chú anh chị mua theo phần bên này. Thì em bán mỗi một phần như vậy với giá là 50.000 cho một phần. Đây ví dụ như cái lô này có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 cây. Tổng là 15 cây với giá chỉ có 50.000 thôi. Tức là mỗi một cây là chỉ có mỗi một cây bao nhiêu nhỉ? Mỗi một cây chưa đến 5.000 cô chú anh chị ạ. Đấy, phần số 2 này, phần số 2 cũng 50.000 này. 1, 2, 3 này, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 18 cây cái lô này ấy, cô chú anh chị. Quá là đẹp luôn đúng không ạ? Cũng 50.000. Đấy. Cô chú anh chị lấy lô nào thì lấy. Quế tím thì em cũng bán theo lô này. Bán hàng cân 150.000 một cân hoặc là theo lô này cũng được này. Em nói chung là cô chú anh chị cứ yên tâm luôn là khi mà em bán gửi cho cô chú anh chị sẽ là những cái hàng đẹp mà cô chú anh chị có thể ghép được. 3 cây này, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 cây. Đó. Có 12 cây quế tím này với giá 45.000 nhá. Lô số 2 này có bao nhiêu cây đây? 1 này, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 cây. Đấy, cũng 11 cây này. Em cũng bán với giá là 45.000. À, mỗi một lô cây như thế này chưa đến 5.000. Cô chú anh chị, hơn 40.000 được một cái giò lan rất là đẹp rồi. Đấy, hai lô, cái lô trinh bạch mỗi một lô như thế này. Em bán với giá là 35.000 trong một cái lô trinh bạch như vậy này, được một chậu rất là đẹp rồi. Đấy. Và bên này là kiều vuông cánh trắng này, mỗi một lô như thế này em bán là 75.000 cô chú anh chị này. Một lô được một giò quá đẹp đúng không ạ? 75.000 cho một lô. Cái lô kiều tím miền Trung hay còn gọi là kiều hồng đấy ạ. Em bán cả lô kiều tím này với giá 120.000 ạ. Và bên này sẽ là những cái chậu trầm rồng đỏ đẹp miên man luôn cô chú anh chị nhá. Những cái chậu trầm rồng đỏ. Hàng thì chiều cao khoảng tầm 35 40 cm, một chậu rơi vào 3, 4, 5 thân trở lên cô chú anh chị ạ. Tùy từng cái thân ngắn dài. Trầm rồng đỏ bình thường hoa nở Tết đúng không ạ? Và cô chú anh chị thường biết đến giá của nó không dưới 100.000 cho một thân đúng không ạ? Và một chậu như thế này tuyệt vời như vậy chỉ với giá có 140 cô chú anh chị nhá. 140. Cô chú anh chị sở hữu ngay một cái chậu trầm rồng đỏ lá xếp đẹp tăm tắp, cây cực kỳ là khỏe như vậy. Và bên này đây sẽ là những cái chậu đen đô xuân. Hoa của đen đô xuân thì gần như là nở đúng vào thời điểm Tết luôn. Chậu thì rơi vào 4 5 6 thân à 5 6 7 thân tất cả. Đấy. 5, 6, 7 thân nhá. Cái dòng đen đô xuân này em bán với giá là 140.000 cho một chậu cô chú anh chị. Cái dòng đen đô xuân này độ bền của nó là trên 2 tháng nhá cô chú anh chị nhá. Độ bền là trên 2 tháng. Và bên này thì em có hai cái chậu đen đô úc mắt đen. Dòng đen đô úc mắt đen thì hoa của nó giống như là đùi gà ấy ạ. Nhưng mà tuy nhiên thì hoa nó sẽ bền hoa hơn đùi gà và cánh hoa tím đậm hơn. Mỗi một chậu đen đô úc mắt đen này em có hai chậu và mỗi một chậu chỉ có 150 cho một chậu thôi.
chậu nào cũng như chậu nào cô chú anh chị này, 150.000 cho một chậu. Và sau bên này đây sẽ là những cái cây hồ điệp, hàng hiện tại đang từ 2-3 nụ, hàng siêu đẹp luôn cô chú anh chị này. Hồ điệp lá biên hay còn gọi là hồ điệp lá phát tài, cái dòng lan tượng trưng cho tài lộc và may mắn. Và những cái cây hồ điệp này nếu như là đúng Tết thì đúng là thực sự là được quá là nhiều người yêu thích luôn. Cái dòng hồ điệp lá biên hiện tại nó đang có 2-3 cái nụ hoa của chú anh chị nhé. Mỗi một cây như vậy em sẽ gửi cho cô chú anh chị ít nhất là 2 cần hoa, để cô chú anh chị có thể được thưởng thức hoa ngay trong cái thời gian rất là ngắn tới này. Và cái dòng hồ điệp này thì nó cũng hoa của nó là độ bền khoảng tầm 2-3 tháng của chú anh chị ạ. Thoải mái với chú anh chị trưng. Một chậu nhỏ xinh cũng đủ cô chú anh chị có một cái giòn lan đẹp rồi. Đó, đây ạ. Đây là mặt bông của hồ điệp lá biên, là hồ điệp lá phát tài nhé. Đấy, cây này cái độ biên của nó rất là nhiều và nhìn lá cực kỳ là đẹp luôn, sắc hoa của nó. Và một cái chậu hồ điệp lá biên như vậy em chỉ bán có 60.000 thôi cô chú anh chị ạ. Về chơi đến hơn 2 tháng, ngắm thân lá, ngắm hoa đã mất thì thôi ạ. Và sang bên này đây sẽ là cái dòng hồ điệp vàng công chúa, cây cũng rơi vào ít nhất 2 nụ. Đó, cây lá rất là khỏe, cây cực kỳ là khỏe như thế này cô chú anh chị, nhìn cái bộ rễ của nó và thân lá rất là đẹp. Rất là khỏe nha cô chú anh chị nhá. Đây là một trong những cái mặt bông rất là hot. Là một trong những cái mặt bông được sưu tầm, được chơi nhiều nhất trong những ngày Tết này. Đó, vàng công chúa cô chú anh chị này, cây 2 cần hoa. Và em bán một cái chậu hồ điệp mà vàng công chúa như vậy cũng với giá là 60.000 cho một chậu ạ. Sang bên này là những cái cây đai châu, hàng để cô chú anh chị chơi hoa Tết siêu đẹp luôn. Cây hàng bản lá mít dày cộp nhá, rơi vào ít nhất là 4 cặp lá. Bản lá mít dày, không có lỗi lá, cực kỳ là đẹp như thế này. Đảm bảo 100% cô chú anh chị nhận cây lan này về chỉ có ưng ý. Em bán một cái châu đỏ sắc pháo như vậy để cô chú anh chị thưởng thức hoa Tết tới này, với giá chỉ có 220.000 cho một chậu cô chú anh chị nhá. Là một trong những mặt bông em nghĩ rằng là đáng thưởng thức nhất trong cái mặt bông của dòng đai châu. Và bên này sẽ là hồng cánh sen này, dòng đai châu hồng cánh sen ạ. Là một trong những mặt bông hiện tại đang được coi là đắt đỏ và hot nhất đúng không ạ? Có giá cao nhất trong tất cả những mặt bông của dòng châu Thái ạ, cũng rơi vào ít nhất là 4 cặp lá đây cô chú anh chị nhá. Đó. Và em cũng bán với giá là 220.000 cho một cái cây đai châu Thái hồng cánh sen này. Cả hai màu sắc là hồng cánh sen hay là màu đỏ sắc pháo đều là hai cái mặt bông em nghĩ rằng là nó cực kỳ là phù hợp để mà cô chú anh chị thưởng thức trong những ngày Tết ạ. Hàng đai châu thì hay còn gọi là nghinh xuân, là ngọc điểm. Đấy, là cái dòng nở chuẩn hoa Tết rồi. Gần như những ai chơi lan thì trong những ngày Tết thì gần như là không thể nào mà thiếu những giò đai châu thơm nức và rất là đẹp để mà trưng trong nhà. Và bên này thì em vẫn có những cái chậu đen đô nắng nhé, hoa rất là to này, nở hoa quanh năm luôn. Cái dòng này đều là dòng của cây Việt Nam mình ý cô chú anh chị. Đó. Đây này cô chú anh chị, nó cũng có khá là nhiều những cái mặt bông. Hoa nó sẽ nở liên tục và hàng của Việt Nam nên là cây rất là khỏe nhá cô chú anh chị nhé. Và một cái chậu như thế này em bán với giá là 60.000 cho một chậu đen đô nắng. Đen đô nắng 60.000 cho một chậu, và cô chú anh chị nào lấy từ 2 chậu ấy ạ, em sẽ để với giá là 150.000 cho 2 chậu nhé. Cây rất là khỏe luôn. À 110.000 cho 2 chậu. Và một chậu sẽ là 60.000. Và tiếp sang bên này đây sẽ là những cây lan hài nhé. Em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị trước, đó là chính là cái dòng lan hài Henry cô chú anh chị này. Hoa cực kỳ là xinh luôn. Và ở đây thì em có cái chậu hài Henry này, là cây này nó đang mèo nụ rồi đây cô chú anh chị nhá. Về được thưởng thức hoa luôn ạ. Đây ạ. Đang mèo nụ rồi, được thưởng thức hoa luôn. Em bán chỉ có 100.000 cho cái chậu hài Henry này thôi ạ. Và bên này sẽ là dòng lan Mauzie xanh. Cái độ bền của hài bao giờ cũng chơi trên 2 tháng của chú anh chị nhé. Từ lúc ngắm nụ đến ngắm hoa thì vài 3-4 tháng luôn ạ. Và em bán một cái chậu Mauzie xanh này với giá là 250.000 cho một chậu. Hàng hiện tại là nó đang nụ hay là chưa có nụ của chú anh chị nhé. Chậu rơi ít nhất là 2 cây. Và sang bên này sẽ là dòng hài Vân Nam. Đó, cây mẹ cây con rất là xinh. Giá là 120.000 cho một chậu hài Vân Nam. Bên này sẽ là Lekekochilium, cái dòng lan hài hoa rất là thơm nhá. Cực kỳ là thơm luôn, rất là bền hoa luôn, với giá 150.000 cho một chậu Lekochilium ạ. Tiếp sang bên này là rất nhiều những cái mặt hàng lan đẹp mà em đã chia ra theo từng hình ở đây rồi, để cô chú anh chị có thể lựa chọn cho mình những cái giò lan ưng ý nhất ạ. Em xin phép được giới thiệu từng hình một đến cô chú anh chị nhá. Trước tiên sẽ là những cái hình
Sơn Thủy Tiên trước cô chú anh chị này. Sơn Thủy Tiên em có bán hàng cân bên kia ạ. Đây là em có một số dề thì cô chú anh chị nào mà cẩn thận muốn chọn theo hình theo dề này thì cũng được này. Hai dề Sơn Thủy Tiên về cô chú anh chị làm một chậu khủng đẹp luôn ạ. Giá em bán có 120.000 thôi ạ. Và hình tiếp theo là một dề Sơn Thủy Tiên cực đẹp tròn vo luôn này. Về làm cái giò quá đẹp luôn, em bán 100.000 ạ. Và sang hình tiếp theo hình số 3, một cái dề Sơn Thủy Tiên quá là tuyệt vời. Dề to bự và cực kỳ là tươi đẹp như vậy, em bán 220.000. Và hình tiếp theo sẽ là hình số 4 này, cái dề này em bán 90.000 ạ, giá hành rất là bự nhá. Hình số 5 cũng với giá là 90.000 cho cái dề Sơn Thủy Tiên này. Hình số 6 này với giá cũng 90.000 này. Và sang bên này sẽ là Hoàng Phi Hạc này. Cái dề Hoàng Phi Hạc, một cái dề này thân mập căng nù luôn, em bán là 110.000 ạ. Và hình số 8 cũng với giá là có 70.000 thôi, cái dề này này. Cô chú anh chị này, bình thường cái giò thuần, giò như thế này mà trồng thuần không rơi dưới 150.000 đâu ạ. Đó, thì cái dề này cũng như hàng thuần luôn nhá, 70.000 thôi. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 9, 120.000 này. Và bên này thì em có những cái giò trầm thuần của hàng này là hàng zin rừng cô chú anh chị nhá. Hàng zin rừng ạ, thời điểm bây giờ thì người ta bán trầm rừng là lên đến giá 1 triệu một cân đúng không ạ. Và lá về thì có thể dập rất là nhiều. Và mùa này thì cô chú anh chị về trồng thì em nghĩ rằng là sẽ khá là khó mà thuần được. Còn bây giờ cô chú anh chị có thể lấy những cái chậu này này, trầm rừng thì hoa độ thơm khỏi phải bàn rồi đúng không ạ. Zin rừng hình số 10, hay một chậu 3 thân trầm rừng đẹp như vậy 150.000 ạ. Hình số 11 cũng 150.000 nhá. Và hình 12 này, đó là những cái bảng trầm rừng phải nói là đẹp mê luôn cô chú anh chị. Quá là thân mập nù. Đây là cái hàng này là hàng hoàn toàn là trồng của ở nhà em nhé cô chú anh chị nhé. 2, 4, 5, 6, 7, 8 thân ngắn lớn nhỏ luôn, với giá em bán cái bảng này là 220.000 ạ. Và hình tiếp theo sẽ là hình số 13. Đây, bảng này cũng vậy này. Cô chú anh chị ngắm cho em, cây quá là khỏe và đẹp đúng không ạ. Cái bảng này em xin phép cũng bán với giá chỉ có 200.000 nhé. Em dám khẳng định rằng cái giá này cô chú anh chị mua hàng cân không thể nào. Mua hàng cân chắc chắn là đắt đỏ hơn nhiều so với cô chú anh chị mua hàng theo giò thuần này luôn. Cái giò tiếp theo sẽ là giò số 14 này. Em bán giò này cũng với giá là 220.000. Đấy, thân rất là mập luôn, rất là đẹp luôn cô chú anh chị này. 220.000 ạ. Và hình tiếp theo sẽ là hình số 15. 15 này em bán với giá là bao nhiêu ạ? Với giá là 200.000 nhá. Và bên này đây sẽ là những cái bảng hoàng thảo vôi. Đây là dòng vôi Bắc nhá. Dòng vôi Bắc thì hoa cũng sẽ bao giờ cũng sẽ rất là tím và cực kỳ là thơm. Hoa của hoàng thảo vôi thường là nó sẽ rất là tím đậm như thế này cô chú anh chị nhé. Và một cái giò hoàng thảo vôi như vậy thì em nghĩ rằng là cũng đủ tỏa ướp cả cái ướp mùi hương khắp cả cái không gian của khu vườn rồi. Vôi là cái dòng lan mà về cái độ thơm thì chỉ đứng sau trầm thôi cô chú anh chị ạ. Trong tất cả các dòng hoàng thảo thì có lẽ trầm là dòng hoa thơm nhất, rồi sau đó sẽ là đến hoàng thảo vôi. Đó, một cái bảng hoàng thảo vôi rất là đẹp như vậy em chỉ bán có bao nhiêu ạ? Cái bảng vôi này khoảng tầm 8, 9, 10 thân gì đó, em bán có 160.000 thôi cô chú anh chị nhé. Và hình tiếp theo là hình 17, bảng hoàng thảo vôi này, cực kỳ là khỏe và đẹp. Em bán với giá cũng chỉ có 160.000 ạ. Và tiếp theo sẽ là hình số 18, cái bảng vôi số 18 này, em bán cũng 160.000 cô chú anh chị. Và bảng số 19 cũng là 160.000 ạ. Cô chú anh chị muốn lấy bảng nào cứ báo em nhé. Và tiếp theo sẽ là 20, sẽ là cái bảng long tu xuân. Và dòng long tu xuân này thì ở những nơi ấm áp có thể nở hoa vào thời điểm Tết ạ. Bảng long tu xuân này 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10 thân gì đó, 160.000 ạ. Bảng hoàng long tu xuân số 2 cũng 160.000. Và long tu xuân số 3 cũng với giá là 160.000. Thì chính sự thế ạ, là xếp tăm tắp, cây cực kỳ là khỏe. Và tiếp theo sẽ là hình số 23, 150.000. Và hình 24 với giá em bán cũng là 160.000 cô chú anh chị nhé. Và sang bên này đây sẽ là một giò điệp, một số giò điệp tím của vùng Cao Bằng này. Cái mặt bông điệp tím của vùng Cao Bằng, đây là giò số 25. Mặt bông khá là xinh, ám khá là xinh như thế này. Đó, cô chú anh chị thấy này, rất là xinh luôn. Em bán cái chậu điệp tím này với giá là 120.000 nhá. Và hình 26 ạ, cũng là một cái giò điệp tím để cô chú anh chị sưu tầm. Em bán cái chậu này với giá chỉ có 50.000 thôi. 50.000 thôi cô chú anh chị nhé. Và hình tiếp theo sẽ là hình số 27. Chậu này cũng có 2 kg, em cũng bán 50.000 ạ. Chậu 28 em bán với giá là 100.000. Và 29 thì siêu nhiều kg luôn cô chú anh chị này, siêu nhiều kg luôn. Cái chậu này thì em xin phép được bán nó với giá là 150.000 cô chú anh chị, về có thể sưu tầm được rất là nhiều những mặt bông khác nhau. Và sang bên này đây sẽ là hình số 30. Cái chậu 30 này, một cái chậu lan mà có cánh hồng rất là đẹp.
cánh hồng cực kỳ là xinh luôn. Bông hoa to ủỳnh luôn. Em bán cái chậu điệp tím này với giá là 150.000. Và sang bên này một cái bảng giả hạc Pháp ạ. Em bán cái bảng giả hạc Pháp này với giá là 100.000 nhá. Tiếp sang bên này đây thì em có những cái hình tổ quạ này. Hình tổ quạ số 35. Cái tổ quạ này cô chú anh chị có thể về trồng để làm giá thể ghép lan nhá. Cái phần gốc của nó tạo ra cái có những cái dưỡng chất rất là tuyệt vời. Và ngoài ra thì cái cây 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 tổ quạ này nó có thể giữ ẩm rất là tốt, giữ ẩm giữ nước rất là tốt, và cái tán lá xòe rộng khi mà cô chú anh chị trồng trong vườn ấy tạo ra cái độ mát cũng như là độ ẩm cho cái không gian vườn rất là một cách tuyệt vời nhất, đặc biệt là cô chú anh chị trong những ngày nắng nóng này. Nếu như mà vườn cô chú anh chị có vài cây tổ quạ thì em nghĩ rằng là cả cái không gian tạo ra một cái không gian cực kỳ là tuyệt vời cho cây lan luôn đấy ạ. Em có hai cây tổ quạ này em bán 60.000 ạ, là hình 35 nhá, hình 34. Hình này cũng là hai cây tổ quạ này. Đó, hai cây tổ quạ này em bán với giá là 50.000 ạ, và một cái cây tổ quạ siêu bự chảng này. Siêu bự chảng luôn, khổng lồ luôn ạ. Cây tổ quạ này thì em hiện tại nó rất là khô rồi, nhưng mà em cân thì vẫn được 9 cây, 9 kg, và cái cây tổ quạ khổng lồ này em bán 80.000. Một cái cặp đôi gồm có hai chậu phi điệp 5 cánh trắng họng hồng. Đó, về cô chú anh chị ghép lại được một giò to luôn để thưởng thức hoa trong tới này. Đây, cái chậu đầu tiên là có hai cái ngọn này nó bị lỗi ngọn, nên là mặc dù thân rất là mập nhưng nó bị lỗi ngọn, hai ngọn đều lỗi nhưng mà nó sẽ vẫn cứ lên mầm cũng như là ra hoa bình thường nhá. Cái chậu này cũng có hai thân, một thân đang đi ngọn, một thân kia cũng bị lỗi ngọn, và cặp đôi này em bán có 150.000 thôi ạ. Và tiếp sang bên này đây sẽ là những cái đặc sản của vùng miền Cao Bằng ạ. Mắc mật, quả mắc mật khô nhá, một cái gia vị rất là tuyệt vời của vùng Cao Bằng. Em bán 120.000 cho một túi mắc mật khô. Và bên này thì em có cái chuối hột khô. Chuối hột khô này em bán với giá là 100.000 cho một túi 1 kg nhé. Dễ mũ tần với giá 120, nấm ngọc cẩu với giá 150, tầm gửi cây chanh 220, tầm gửi cây nghiến 190 và măng lưỡi lợn 200. Ở bên này thì em có hoàng tinh với giá là 200.000 cho một túi 1 kg. Và bên này thì em có những cái chế phẩm và vật tư dành cho hoa lan ạ. Vỏ thông nhé, em có đủ size 1, 2, 3, 4 vỏ thông vụn, đồng giá 20.000 trong 1 kg. Rêu rừng 1 kg được siêu nhiều luôn, em là bán là 50.000 trong 1 kg ạ. Rêu rừng khô nhé, dớn vụn với giá thể trồng lan rất là tuyệt vời với giá là 40.000 trong 1 kg, được rất nhiều ạ. Atonic là 10.000 trong một gói cô chú anh chị này. Chế phẩm Atonic 10.000 trong một gói. Duy xanh 50.000, duy đỏ 60.000, hùng nguyễn 25.000 trong một lọ, 50.000 trong một cặp ạ. Dưỡng chất AB 85.000 trong một lọ nhé. Và Super Thai hóc môn tăng trưởng với giá là 50.000 trong một lọ, B1 Thái 40.000 trong một lọ, B12 giải độc cho cây với giá là 30.000 trong một lọ, siêu dơ dễ N3M với giá là 30.000 trong một lọ, liền da Mỹ Tiến 40.000 và liền da sẹo đen là 50.000. ba loại phân bón thông minh tan chậm có kiểm soát, đồng giá 30.000 trong một lọ, ba loại phân bón lá đồng giá 35.000 trong một lọ. Dây buộc lan chiều dài 100m có dao cắt kèm theo cực kỳ là tiện dụng, 35.000 trong một cái cuộn dây buộc lan như vậy. Phân bón dạng túi lọc ạ, cung cấp dinh dưỡng cũng như kích rễ rất là tuyệt vời, giá là 35.000 cho một hộp với 20 túi lọc bên trong. Chichoderma phân bón vi sinh kháng nấm ạ, 15.000 trong gói. Một túi như vậy là 1 kg luôn với giá chỉ có 50.000 nhá. Và một cái hộp như thế này là 1 kg em bán với giá là 130.000 cho một hộp. Và bên này thì kim bun đặc trị thối nhũn mà em nghĩ rằng nó cần thiết cho bất kỳ cái vườn lan nào, đặc biệt là trong mùa mưa. Em bán với giá là 25.000 cho một gói. Đặc biệt là cái sản phẩm phân bón dinh dưỡng hữu cơ vi sinh được làm từ dịch chuối, phân trâu và đỗ tương. Sản phẩm đã được ủ men vi sinh cũng như ủ kháng nấm trong vòng trên 2 tháng. Một túi sản phẩm như vậy là 1 kg. Em bán với giá là 35.000 cho một túi. Sản phẩm này thì em xin được nói thêm là nó đã được ủ men vi sinh, ủ kháng nấm và xử lý qua những cái mầm cỏ. Nên là khi mà cô chú anh chị sử dụng và nén viên rất là chặt, nên là khi mà cô chú anh chị sử dụng cái phân bón này, cô chú anh chị có thể trộn với cả giá thể này, bón trực tiếp cho cây nhé. Và tưới nước thoải mái mà những cái phân này nó không bị mủn ra, nên là luôn luôn tạo một cái giá thể rất là sạch, rất là thoáng để cho cây lan phát triển một cách tối ưu nhất và hạn chế nấm bệnh một cách tối đa, bởi vì trong phân bón này đã được ủ qua cái kháng nấm rồi. Đó, một cái sản phẩm em nghĩ rằng là hết sức là hoàn hảo để mà cho cây phát triển một cách tuyệt đối nhất, mà giá chỉ có 35.000. Và cái sản phẩm này thì so với dòng phân dê thì em thấy là nó sẽ vượt trội hơn rất là nhiều về ưu điểm, như là ở đây thì không chỉ có phân trâu mà còn có cả dịch chuối và đỗ tương, nên là đảm bảo cái chất dinh dưỡng thì rất là tuyệt vời đối với cây rồi. Cái thứ hai nữa, khi cô chú anh chị sử dụng phân dê thì có thể bị đen đầu rễ, bị sót rễ, nhưng riêng sử dụng phân trâu này cô chú anh chị bón thoải mái giúp em, cô chú anh chị nhé,
đảm bảo là cây sẽ không bị làm sao mà cung cấp dinh dưỡng, cây không bị đen rễ mà cây bọ làm cho bộ rễ phát triển cực kỳ là tốt và cung cấp dinh dưỡng rất là tuyệt vời cho cây cô chú anh chị ạ. Nó chỉ có 35.000 trên một túi sản phẩm 1 kg. Bên này thì em vẫn gói sản phẩm đó là tinh dầu hồi của vùng Cao Bằng ạ. 100% được chiết xuất từ những cánh hoa hồi tự nhiên của vùng Cao Bằng, có dạng treo, dạng lăn và dạng nhỏ giọt. Một lọ như vậy em bán với giá là 40.000. Nó có rất là nhiều những tác dụng dược liệu tuyệt vời như là diệt khuẩn, làm sạch không khí. Cái mùi hương của nó có thể giúp cho cô chú anh chị có cảm giác thư giãn tuyệt vời, giảm đau rất là hiệu quả, không gây nóng rát cô chú anh chị nhé. Giảm đau rất là hiệu quả luôn. Đó, và cái mùi hương của nó em dám khẳng định rằng có thể làm cho bất cứ cô chú anh chị nào mà khó tính nhất cũng phải ưng cái mùi hương của dòng tinh dầu hồi này. Nó cảm tạo cảm giác thư giãn vô cùng luôn cô chú anh chị ạ. Đặc biệt là khi mà cô chú anh chị đang có cái cảm giác là rất là nặng đầu thì cô chú anh chị ngửi thấy cái mùi hương của dòng tinh dầu hồi này sẽ cảm thấy rất là sảng khoái và rất là thoải mái luôn ạ. Em vừa giới thiệu đến cô chú anh chị tất cả những mặt hàng hôm nay bên em đang có và cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi. Xin phép dừng clip ở đây ạ.